Cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với kênh Mai Vàng Miền Nam của em. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4, em có lên một lô bonsai mới. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác nha. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ ha. Cây này là cây số 1 và cây này là cây số 6 ngày bữa đó. Bị bể gạch. Cây số 1 hoành 18, chiều cao hiện tại bây giờ là của nó được 43, đường kính bầu của nó là 30, xoay một vòng tròn cho mọi người xem. Nó đế nói chung rất là đẹp nha mọi người. Bữa quay ngoài trời nhìn không đẹp, ngày hôm nay để quay ra đây chi tiết hơn cho mọi người xem nha. Cây số 1 nếu mọi người cắt ở đây là ra cây chật liền nè, còn để về thì ra cây dạng như cây quái nha mọi người. Đế của nó bỏ đều bốn mặt nha. Chẳng hạn như những mặt hàng này về nhà mọi người nuôi dựng cái đọt lên trên nè, nó lợp cái cành ra chơi nguyên cành phóng đây, còn đây chơi cây chật chữ C thì vẫn chơi được nha. Cây số 1 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.200.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Giờ em lên cây số 2. Là cây số 2, một cây trực lắc nha mọi người. Chưa có cốt cành, những cái mặt hàng này về nhà mọi người ghép rất là mau chơi nha. Nói chung tả về cây mai này thì nó không có gì đặc sắc, chỉ được cái củ nè. Nó được cái thân, còn cốt cành chưa có nha mọi người. Giá rất là dễ chơi. Nó. Cây số 2. Hoành em đo nhiều vị trí mọi người xem nha. Chỗ này em đo được là 15, chiều cao hiện tại là 38, đường kính bầu của nó là 30. Cái củ nó em đo ở đây nha, củ em đo thì phần trên thôi. Củ đây được 30. Đó, dựng cái đọt lên trên múa một cành thả ở dưới. Cành này ghép nha mọi người, ghép luôn. Đó, phải chơi ghép hết. Cúc thọ hương gì vô. Nó dạo sắn này nọ đồ vô. Cây số 2. Cây số 2 của ngày hôm nay em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 bà con ơi. Một cây dáng chật lắc mà hơi quái nha mọi người. Hoành thân ở chỗ này em đo là được 15, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 56, đường kính bầu của nó là 30. Nó xoay một vòng tròn cho mọi người xem. Cả nhà mua ủng hộ tiếp em nghe cả nhà. Đó, cây này cây chật lắc. Cái này mà có thêm cây nữa mình làm y gan vậy, để bên này ra nguyên chữ hỷ luôn, chữ tàu á, rất là đẹp nha. Cây này là cây số 3. Cây số 3 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 950.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Giờ em lên cây số 4. Là cây số 4 bà con cô bác ơi, một cây giáng long nha mọi người. Giáng long thập bát trưởng. Hoành em đo ở đây là được 20. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 76, đường kính bầu của nó là 33 nha. Xoay một vòng tròn cho mọi người xem. Đó, cây mai này rất đáng để sưu tầm nha mọi người. Giáng long này về nhà ghép đúng những cái điểm dương của nó nè. Mình chơi nguyên cây chật. Cây số 3. Cây số 4. Cây số 4. Tại ngày hôm nay em gấp em đi giao cây, bởi vì em sẽ quay cũng hơi nhanh nha mọi người. Cây số 4 xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Giờ em lên cây số 5. Đây là cây số 5 bà con cô bác ơi. Một cây dáng cũng long nha mọi người. Hoành. Nếu mọi người có clip bên em thấy hay, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Hoành 18, chiều cao hiện tại bây giờ là 69, đường kính bầu của nó là 35. Em xoay một vòng cho mọi người xem. Cây mai này nhìn ở ngoài rất là quái nha. Lô mai này thì bữa em có lên một cái đoạn clip, em cho mọi người coi cái mặt bông của nó rồi nha. Nói chung cũng nằm cánh cũng rất là khích nha. Cây số 5 này thì về nhà mình cứ lợp theo những cốt cành có sẵn nè, đó là rất mau chơi. Còn ai muốn ghép thì vẫn ghép vô bình thường nha. Những cái lô mai này, lô mai mới mình ghép vô rất khỏe cây. Cây số 5. Cây số 5 em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.600.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ em lên cây số 6. Cây số 6 bà con cô bác ơi, một cây trực lắc chữ C, tuy những hàng bé này mọi người. Này anh em nào về nhà bữa đang đặt những mặt hàng mini á, là ngày hôm nay vẫn có nha. Hoành 15, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 43, đường kính bầu của nó là 29. Cây này vô chậu 30 nha. Chậu 30 thì sát cây nó hơi bị bé. Cái này ém chậu vô được cỡ 25. Cây mai này rất đẹp, chữ C, cốt cành có sẵn, về nhà mọi người ghép là rất mau chơi nha. Nhớ họ bô keo cây này dùm anh Nga Long chưa bô keo nè. Cây số 6, hàng mini, hàng để bàn. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1.000.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 7. Cây số 7 bà con ơi, một cây dáng hơi quái nha mọi người.
Hoành thân là được 15, chiều cao là được 32, đường kính bầu của nó là 30. Đó, những mặt hàng này thì em cũng nói mọi người luôn, thì lô mai này em mua đa số là 99% là em mua bên Đồng Tháp hết nha, em không có mua bất kỳ nơi nào. Bởi vì nhiều anh em cũng hay nói là Tài hay mua những cái lô mai ở Bình Định này kia về. Bình Định mà em mua những mặt hàng này về nhà em bán dưới 1 triệu là không thể nào mình mua được nha mọi người. Cây này là cây số 7. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1 triệu bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Giờ em lên cây số 8. Cây số 8 là một cây mai giá cán thú mà hơi quái nha mọi người. Cây mai này thì đúng ra là em tán đây luôn nè. Đó, nhưng mà nhiều khi anh em cũng hay nói là có thể tận dụng được những cái cành này. Chứ đúng ra là em phải để cho mọi người xem là nó như vậy nha. À, phần dưới này nè. Đó, mình để như vậy mới đúng nha. Hàng thú. Mình mua bán thì mình tôn trọng những ý kiến của khách hàng nha. Hoành của nó là hoành 16, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 34. Còn nếu mà mình cắt lùng lại, chiều cao nó chỉ được có 19 thôi nha mọi người. Chiều dài đường kính bầu của nó là 34 nha. Thú nè. Cái này nhìn ngoài rất khá. Đó. Thường thường thú người ta bốn giò, cây mai này nó có 3 giò thôi. Nó có giò trước nè, giò kia nó đi ăn cơm rồi. Cây này là cây số 8. Cây số 8. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1 triệu mốt, em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại em 0912256200. Mọi người ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Dậm lên cây số 9. Cây số 9 bà con ơi, một cây cũng dáng trực lắc nha mọi người. Ngày hôm nay em có những cái mặt hàng cây cũ còn lại em sẽ lên đây bán giá hữu nghị hết nha. Hoành của nó là hoành 20. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 69, đường kính bầu của nó là 38. Cây mai này nếu mà trồng ém chậu vô là được cái chậu 35 luôn nha mọi người. 35 thôi. Đó, đế nói chung rất là khá đế nha mọi người. Nhiều khi lên bán cây thì nói chung là cũng là 9 người 10 ý. Em lên cây có đôi khi bán những cái cây mai 500-600 ngàn mà vẫn được che mắt. Mà bởi vì em nói mọi người, mỗi người có một cái nhận định riêng về cây nha mọi người. Cây này là cây số 9. Em vẫn bao sống cho mọi người ha. Em xin giao lưu giá bà con của bác là 1.500.000 bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ em lên cây số 10. Cây số 10 bà con cô bác ơi, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay nha. Một cây trực lắc, đế thì đế cũ nha mọi người. Hoành em đo được 16, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 44, đường kính bầu của nó là 25 nha. Đó mọi người ơi, vô chậu cây này 25 rất là đẹp. Em chưa làm đế hết nha mọi người. Đó, trực lắc. Cây số 10. Nhìn ở ngoài rất là khá nha mọi người. Rồi, cây này là cây số 10. Em xin giao lưu giá bà con cô bác là 1 triệu à. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Em rất là cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay nha. Hy vọng hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong clip ngày mới nha.